Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Trong dự đoán lục hào thì quẻ tĩnh là một trường hợp tương đối đặc biệt. Đối với các bạn mới học lục hào mà lại gặp trường hợp quẻ tĩnh thì thông thường là bối rối, không biết bắt đầu từ đâu đến đâu. Đặc biệt là khi trong quẻ lại gặp tình huống là gì? Là dụng thần hưu tù suy nhược thì xử lý như thế nào? Bài học này thì được xây dựng trên cơ sở giả thiết rằng là trong quẻ không gặp cái tình huống bất quy tắc nó liên quan tới quyết định cát hung của sự việc dự đoán. Tôi hy vọng là qua nội dung bài học hôm nay sẽ phần nào giúp các bạn hiểu rõ cách thức xử lý tình huống nêu trên. Chúng ta đi vào nội dung bài học quẻ tĩnh, quy tắc dự đoán cơ bản. Chúng ta có thể hiểu rằng quẻ tĩnh là quẻ không có hào phát động. Tôi xin lấy ví dụ như là ngày Mậu Thìn tháng Thân, gieo quẻ bằng đồng xu được quẻ đồng nhân. Thì ở quẻ này nó không xuất hiện lão âm mà cũng không xuất hiện lão dương. Do đó nó không có hào phát động, cho nên nó là quẻ tĩnh. Chúng ta cũng cần phân biệt cái sự khác biệt của quẻ tĩnh so với quẻ có hào động. Thì cái điểm khác nhau của nó ở chỗ nào? Ở quẻ tĩnh thì cái sự việc được xem nó có tính ổn định nhất định. Nó rất ít khi xuất hiện cái tình huống đột ngột. Nếu chúng ta dùng đồ thị về mặt cát hung của sự việc dự đoán thì chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Là độ dốc của đồ thị nó ít có sự thay đổi một cách đột ngột. Còn quẻ có hào động thì sao? Quẻ mà có hào động thì cái yếu tố bất ổn nó gia tăng, cái tính chất sự việc nó tiềm ẩn cái biến số rất lớn. Nếu chúng ta dùng đồ thị về mặt cát hung của sự việc thì chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Là cái độ dốc của đồ thị nó thay đổi một cách đột ngột và bất ngờ. Đây chính là cái nguyên nhân dẫn tới cát hung của sự việc dự đoán. Chúng ta cũng cần lưu ý một điều rằng cái quẻ tĩnh là kết quả gieo quẻ bằng đồng xu. Đây là cái phương pháp gieo quẻ rất cơ bản. Nó đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh là cái phương pháp gieo quẻ tiện lợi và rất ứng nghiệm. Đây cũng là cái phương pháp mà các bậc thầy nổi tiếng về dịch học trên thế giới thường dùng. Các bạn có thể tham khảo bài 01.03 cách gieo quẻ bằng đồng xu để chúng ta có thể hiểu là cổ nhân căn cứ vào cái lý do gì, căn cứ vào cái cơ sở lý luận nào để sáng tạo ra cái phương pháp gieo quẻ bằng đồng xu. Tại sao tôi lại nói điều này? Đó là vì tôi thấy có một số bạn thích sáng tạo ra cái cách gieo quẻ của riêng mình mà không có cái căn cứ lý luận. Thậm chí có bạn còn gieo quẻ bằng phần mềm, vân vân. Nếu các bạn mà gieo quẻ bằng cách như vậy thì tôi e rằng cái con đường học tập lục hào của các bạn khó mà tiến bộ được, thậm chí là còn thụt lùi. Mà cái người gieo quẻ bằng cách đó thì cũng thiếu trách nhiệm với chính cái sự lo lắng, thiếu cái trách nhiệm với cái mong muốn tìm kiếm đáp án cho chính mình. Chúng ta đi vào tìm hiểu các quy tắc dự đoán của quẻ tĩnh. Quy tắc thứ nhất, đôi khi chúng ta có thể dùng tượng quẻ để chúng ta phán đoán cát hung. Tức là chúng ta có thể dùng tượng quẻ để giải đáp một cách trực tiếp cái ý muốn biết của dương sự. Các bạn có thể hiểu rằng là gì? Cái ý muốn biết hay là cái việc hỏi quẻ dịch với cái việc gieo ra quẻ dịch, đó chính là cái mối quan hệ một âm một dương, tức là một hỏi một đáp. Khi dịch tượng có ý tượng nằm trong cái phạm vi tình lý của câu hỏi, cái ý tượng của dịch tượng nó chỉ rõ cái đáp án của quẻ, thì đó chính là cái câu trả lời cho cái ý muốn biết của người hỏi quẻ. Tôi xin lấy ví dụ như sau. Sau khi xem chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia quý cuối cùng của năm 2020 thì đã xác định được 4 thí sinh lọt vào đường chung kết, vào cái vòng chung kết của năm 2020, chung kết năm. Trong đó có 3 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ. Thì lúc đó vợ tôi hỏi rằng là gì? Là anh đoán xem ai là nhà vô địch của năm nay. Thì lúc đó tôi gieo quẻ bằng đồng xu, được quẻ thuần đoài. Nhìn vào quẻ thuần đoài này thì tôi không cần an lục thân, lục thần, rồi là thiên can địa chi làm gì cả. Tôi có thể trực tiếp trả lời cho cái câu hỏi của vợ tôi. Chúng ta thấy rằng là gì? Là cái phạm vi dự đoán hay là cái đối tượng dự đoán chính là gì? Là 4 thí sinh. Trong đó có 3 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ.
Mà dịch tượng lại trả lời là quẻ đoài có cái tượng là gì? Là thiếu nữ. Nó phù hợp với gì? Với cái tình huống 4 thí sinh, trong đó có một thiếu sinh nữ, là thiếu nữ. Do đó chúng ta có thể dự đoán là gì? Là thí sinh nữ sẽ đoạt giải vô địch. Và kết quả là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn A, Ninh Bình đoạt giải quán quân đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Chúng ta chuyển sang quy tắc tiếp theo. Quy tắc 2. Hào vượng tướng có thể sinh, có thể khắc, hào hưu tù suy nhược. Cái quy tắc này thì thường được áp dụng trong khi dụng thần. Nó dưới cái sự ảnh hưởng của nhật nguyệt mà có dạng gì? Là hưu tù suy nhược. Tức là dụng thần trong quẻ dưới sự ảnh hưởng của nhật nguyệt là hưu tù suy nhược. Thì lúc này chúng ta tham khảo cái sự vượng suy của nguyên thần và vượng suy của kỵ thần, để từ đó làm cái căn cứ chúng ta kết luận cái cát hung của sự việc được dự đoán. Tôi xin lấy ví dụ như sau. Vào ngày Bính Ngọ, tháng Ngọ, nam đoán về buôn bán than đá, được quẻ Lâm. Đây là quẻ Tĩnh. Xem về buôn bán than đá thì đương nhiên chúng ta chọn hào năm thê tài hợi thủy làm dụng thần. Ở đây dụng thần thê tài hợi thủy, xét ảnh hưởng của nhật nguyệt thì nhật nguyệt không sinh cũng không khắc. Đây là cái tượng không cát không hung. Do đó chúng ta xét cái sự vượng suy của nguyên thần với kỵ thần, để từ đó chúng ta làm cái cơ sở, làm cái căn cứ chúng ta kết luận. Chúng ta thấy rằng nguyên thần là Tử Tôn Dậu Kim Lâm Hào 6 thì nó bị cả nhật lẫn nguyệt nó khắc chế, cho nên là suy nhược. Còn kỵ thần của thê tài hợi thủy đó chính là hào huynh đệ sửu thổ, nó lâm cả hào 3 và hào 4. Huynh đệ sửu thổ ở đây nó được cả nhật lẫn nguyệt nó sinh, cho nên nó là vượng. Do đó nó có thể khắc chế được dụng thần thê tài hợi thủy. Từ đây chúng ta có thể kết luận rằng là gì? Là hung tượng. Mặt khác, cái việc dự đoán về buôn bán than đá thì đây chính là cái tình huống gì? Cái nội dung sự việc này nó có thể xảy ra về mặt lâu dài. Do đó chúng ta xem thêm cái hào nguyên thần tử tôn của nó, xem về mặt lâu dài có lợi ích hay không. Thì chúng ta thấy rằng Tử Tôn Dậu Kim nó bị cả nhật nguyệt khắc thì đương nhiên về mặt lâu dài cũng là hung tượng. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng là gì? Là không nên làm, tức là không có lợi ích. Và kết quả là người này vẫn cứ làm, không những không kiếm được tiền mà còn bị hao tổn rất là lớn. Chúng ta chuyển sang quy tắc thứ 3. Quy tắc thứ 3 được phát biểu là gì? Là dụng thần hưu tù mà có tượng không cát không hung. Dụng thần có tượng không cát không hung thì chúng ta áp dụng quy tắc thứ 2. Nhưng khi chúng ta áp dụng quy tắc thứ hai mà nguyên thần kỵ thần nó cũng không hiển thị cái sự vượng suy một cách rõ ràng, thì chúng ta chuyển sang áp dụng nguyên tắc thứ ba, hay là quy tắc thứ ba. Lúc này chúng ta so sánh cái tương quan sức mạnh giữa nguyên thần với kỵ thần. Nếu như sức mạnh của nguyên thần mà lớn hơn kỵ thần thì đó là cát tượng, còn nếu như nguyên thần mà nhỏ hơn kỵ thần thì đó là hung tượng. Tôi xin đi vào ví dụ minh họa cụ thể. Vào ngày Mậu Thìn tháng Tuất, đoán tình hình biến động của giá, đoán tình hình biến động giá cổ phiếu Nixon ngày hôm sau thì được quẻ Tiểu Xúc. Xem biến động giá của cổ phiếu thì chúng ta phải chọn hào thê tài thìn thổ làm dụng thần. Trên quẻ mặc dù xuất hiện hai dụng thần nhưng chúng ta ưu tiên chọn hào gì? Hào thê tài thìn thổ lâm nguyệt phá làm dụng thần. Thì chúng ta thấy rằng hào thê tài thìn thổ nó bị nguyệt phá tháng tuất thổ, nó phá thìn thổ, xung chính là phá, tháng xung thì chúng ta luận là phá. Nhưng lại gì? Nhật lại chính là thìn thổ, đây là lâm nhật, thì nó hiển thị là gì? Là thực phá. Đây chính là cái tượng không cát không hung. Do đó chúng ta cần áp dụng quy tắc thứ hai
để chúng ta xem cái sự vượng suy của nguyên thần với kỵ thần để chúng ta kết luận. Thì ở đây nguyên thần là Tử Tôn Tị Hỏa. Nó không được nhật nguyệt sinh, nó cũng không bị nhật nguyệt khắc. Nó không vượng mà cũng không suy. Cái sự vượng suy nó không rõ ràng. Tiếp theo chúng ta xét kỵ thần huynh đệ. Thì ở đây kỵ thần huynh đệ của nó xuất hiện hai lần, một Lâm Hào 2 và một Lâm Hào 6, đều là ngũ hành là mộc. Ngũ hành là mộc thì nhật nguyệt là thổ, nó cũng không sinh mà nó cũng không khắc. Đây cũng là cái tượng gì? Cát hung không rõ ràng. Cái sự vượng suy nó không rõ ràng. Do đó chúng ta chuyển sang quy tắc 3 để chúng ta xem xét, hay chúng ta so sánh xem thằng nguyên thần và kỵ thần thì thằng nào nó nổi trội hơn, thằng nào nó mạnh hơn. Thì chúng ta thấy rằng Hào Tử Tôn Tị Hỏa thì nó chỉ xuất hiện có một lần thôi. Nhưng Hào Huynh Đệ, tức là kỵ thần, nó xuất hiện những hai lần, một Lâm Hào 2 và một Lâm Hào 6. Cho nên thằng Huynh Đệ nó gì? Nó mạnh hơn so với gì? Nguyên thần. Một điểm khác nữa, đó là Hào Huynh Đệ Mão Mộc, nó lại được Nguyệt là Tuất Thổ nó tương hợp. Thì hợp Nguyệt chính là gì? Là cái tượng có khí. Do đó từ hai điểm này chúng ta thấy rằng kỵ thần của gì? Của Thê Tài Mùi Thổ nó mạnh hơn so với gì? Nguyên thần của Thê Tài Mùi Thổ. Từ đó chúng ta có thể kết luận là gì? Là giảm giá. Và kết quả là ngày hôm sau cổ phiếu Nixon nó giảm từ 338 yên xuống 335 yên. Tóm lại trên đây là các quy tắc cơ bản khi chúng ta luận đoán cát hung áp dụng đối với khỏe tĩnh. Và cái việc áp dụng này là trong cái tình huống gì? Dụng thần hưu tù sinh nhật. Bài học về khỏe tĩnh, quy tắc dự đoán cơ bản đến đây là kết thúc. Nếu các bạn mà thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.